đưa bóng luôn nữa. Ở đây anh chọn. Đứng ra đây rồi. Nếu gặp được mình. Máu lắm. Đưa cái chân kia này. Cố lên, cố lên. Tên máu lắm hả? Bình tĩnh nha. Rồi.
Rồi. Cố lên. Hay lắm. Thank you.
Thank you.
Hồi chung, tôi sẽ là quản lý Thiết Sơn Sồng Sơn, Xuân Hương Quý Độc, Hàng Bóng Bàn cho nay. Đôi nam bóng bàn lãnh đạo quản lý Thiết Sơn Sồng Sơn, Xuân Hương Quý Độc, Hàng Bóng Bàn cho nay. Cho nên là nó lại gặp tôi răng thò thành có trước. Cho nên là nó lại gặp tôi răng thò thành có trước. Triệu Sơn cố lên. Chị bộ em thi chưa? Em chưa anh ạ, đôi nam nữ chưa. Thế em anh mồ? Em anh giống à? Giống à? Ô, 2-1 à? Chung kết sớm hả? 2-1 rồi đúng không? Ờ, được chưa? Làm cứ bốn cái anh thoải mái đây. Tập trung vào. Làm cứ bốn cái anh thoải mái đây. Bốn chị anh. Làm thoải mái đây. Thắng 2-1. Xin lòng. Kết thúc luôn. Bàn số 1, lại bàn số 1. Chính ơi, chính ơi. Chưa đánh nhá. Lại đi. Tam dâu. Kết thúc đi. Rồi, 96, 69. Đưa sang rồi. Chín mời. Mời đi. Đội trường nào chưa? À huyện nào đấy? Đây này. Cô. Đúng rồi. Cố gắng lên. Tuấn Ngọc cố lên. Còn có 2 quả là hết rồi. Kết thúc luôn. Tỷ số 18 nghiêng về đội Triệu Sơn. Quả nữa hết luôn. Một quả nữa thôi, cắt nhẹ nhàng sang tiêu luôn. Hay quá.
Hay quá, ui. Rồi, rồi. Nhẹ. Quả giữa cắt giữa đập. Tập trung vào. Để nghỉ các đồng chí trọng tài chính ở nội dung thi đấu bóng bàn, chúng ta dừng các trận đấu, mời tất cả các đồng chí không làm nhiệm vụ thi đấu, mời tất cả các thầy cô không làm nhiệm vụ thi đấu, chúng ta trở lên trên khán đài. Tất cả đồng chí trọng tài dừng thi đấu. Chúng tôi đề nghị tất cả các thầy cô không tham gia thi đấu ở nội dung bóng bàn, chúng ta trở lên khán đài. Viên nữa lại. Rồi, Ngọc phát ăn luôn cái này nào. Hiện nay là xét thứ tư rồi. Triệu Sơn đã giành 2 1. 10 đều. Bắt đầu. Ôi giời ơi, đang mà sơ ý thế. An toàn. Hay đấy. Quá tự tin nữa, tốt quá. Rồi, Tuấn Hà đánh quả hay. Quá hay. Ăn luôn, ăn luôn. Ăn luôn, ăn luôn. Ăn luôn để sang bên kia nào. Cố vũ mạnh lên. Quá đã rồi. Chú Hoàng anh hai câu ơi, câu ơi, sang cầu vũ chính nhá. Hết rồi, hết rồi, cố lên, quá nữa thôi. Rồi, nhẹ nhàng. Hay quá. Cao quá. Tấn, Tấn quá đánh mạnh. Kém tự tin. Tuyệt luôn. 12 đều. Cố lên, cố lên. Tấn lăng, cố lên hoạt. Ôi trời ơi. Sân thắng đó.
Rồi đó. Tự tin lên. Quý diệt luôn đi. Hay lắm. Hay lắm. Hai. Triệu Sơn đang dẫn 8-2 và sẽ chung kết. 10. Bên kia là 16. Hôm nay đôi quản lý nam Triệu Sơn đã dẫn 9-2 và đây là set chung kết. Và xin thông báo cho các bạn là đội nam giáo viên đội quản lý nam cũng đã thắng set đầu tiên. Anh tự đi lên. Giữa thầy Bùi Chính và thầy Trung Triệu Xuân Năm đã thắng set đầu tiên. Cố gắng đi. Tự tin nào. Anh đeo thước linh như thế nào này, không? Ngọc ơi, đeo thước linh như thế nào. Đứng đồng quân đấy nhá, Đứng lên YouTube đi đấy. Ngọc ơi. Các bạn khán giả thân mến, hiện nay các bạn đang xem trận của đội nam giáo viên giữa vận động viên thầy Tuấn Hóa, Triệu Xuân Năm và thầy Ngọc, Triệu Xuân 4. Hiện nay là 2-2 và set thứ 5 chung kết, đội Triệu Xuân đang dẫn 9-3.
Tập trung vào nào cô. Đúng rồi. Thầy Thống Hóa giật một cú giật số 2 và hiện nay là đội Triệu Sơn đang dẫn 10-4. Chỉ còn một quả duy nhất nữa là sẽ thắng trận đôi nam giáo viên. Hết! Xin chúc mừng đôi nam giáo viên Thầy Ngọc và Thầy Tuấn.